tại sao mà khi ân ái xong á, bạn gái lên nắp phan xi băng rồi không đi bằng chân mà lại đi bằng mông? Trời ơi, đây là một cái câu hỏi mà Dung chắc chắn là của một anh trai mà có, là một cái tấm chiếu là trải quá nhiều sự đời, một anh trai mà quá nhiều kinh nghiệm, một anh trai mà có quá nhiều cái bí kíp phòng the. Bởi vì là em chỉ cần nghe cái câu hỏi thôi là em đã biết được là cái người yêu của anh đã có một cái đêm gọi là tơi bời hoa lá. Em đã tưởng tượng rằng là anh sẽ gọi là phi lên bụng của chị ấy mà nhảy múa hát ca, rồi em sẽ tưởng tượng là anh yêu chị ấy một cách gọi là rất là nhiều những cái tư thế. Nó sẽ không dừng lại ở khoảng 1-2 tư thế đâu, mà nó có thể là rất nhiều tư thế, và đi từ cái cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác để làm sao để anh giúp cho chị em phụ nữ lên nóc được nhiều lần trong một cuộc yêu. Mà nếu như mà anh khiến cho chị em phụ nữ mà gọi là kết thúc cái cuộc ân ái mà không đi nổi bằng chân mà phải đi bằng mông á, thì có phải là anh đang yêu chị em phụ nữ bằng cái tư thế gọi là vác cày qua núi đúng không ạ? Có phải là anh đang yêu chị em phụ nữ bằng cái tư thế gọi là cún ghi đúng không ạ? Khiến cho họ cảm thấy gọi là bê xê lết, hoặc là khi mà yêu thì cái chân của chị em phụ nữ hoạt động quá nhiều. Nó hoạt động quá nhiều nên là khi mà kết thúc thì họ không thể nào mà họ đi bằng chân được mà họ phải đi bằng mông. Trời ơi, nếu như mà anh nói với em là lần sau anh sẽ yêu bằng cả những cái tư thế gọi là cún ghi, hoặc là những cái tư thế như là tiên ông trùng củ cải chẳng hạn, hoặc là vũ công ba lê chẳng hạn, thì em chắc chắn một điều là chị em phụ nữ chỉ có bê xê lết thôi. Có rất nhiều anh nam ấy bảo là khi mà anh xài cái viên kẹo đổi gió của bên em ấy, anh làm dã man quá, anh làm gọi là anh dập kinh khủng khiếp quá, anh dập tưng bừng hoa lá quá, dẫn tới cái việc là bạn gái của anh không chịu được. Khi mà anh xuất ra rồi thì khi mà cả hai cùng ra rồi ấy, thì bạn gái của anh là gọi là lả đi, mệt lả đi, bởi vì là đuối sức quá. Đấy, thường thì chị em phụ nữ mà khi mệt á, thì người ta sẽ lả đi, hoặc là có những người á, họ gọi là bê xôi chạy quanh phòng. Hoặc là có những người thì người ta cứ gọi là nằm một chỗ, người ta cứ kêu rên khe khẽ. Có những người thì gọi là mạnh mẽ hơn thì họ sẽ gọi là kêu to hơn. Nó có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc thể hiện rằng chị em phụ nữ đã lên nóc và có một cái đêm thực sự là không thể nào mà quên được. Và các anh đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà các anh trai mà dùng kẹo đổi gió của bên em á, khiến cho chị em phụ nữ lả đi á, thì nó phải là dùng là cái từ là rất là khủng khiếp. Không biết là các anh nam nào bạn đã từng dùng cái kẹo đổi gió này thì có thể là cho em biết ý kiến được không? Chứ còn khi mà em đã nhận được cái phản hồi thì đa phần là chị em phụ nữ chỉ có đi bằng mông thôi, chứ không thể nào mà đi bằng hai chân được đâu các anh ạ. Đấy, các anh ơi, nếu như mà các anh muốn em Dung hỗ trợ cho mình trải nghiệm cái kẹo đổi gió này thì các anh hãy liên hệ qua số hotline hoặc là nhắn tin qua fanpage để em Dung tư vấn kỹ hơn cho mình, để cho các anh làm cho người yêu của mình những đêm thật đáng nhớ các anh nhé.